câu chuyện buồn của anh chàng shipper trong dịp 29 hiện nay mới kể. Ngày khác lạ của các chị em, các shipper cũng được hời lây vì cánh mày râu đặc mua quà nhiều hơn bình thường. Chàng thanh niên này cũng nhận giao đơn hàng 1 triệu đồng và hồ hởi lên đường. Song may mắn dường như không mỉm cười với anh ta. Bị khách bom hàng ngày trước thềm 29. Tối hôm qua ngay chỗ em cắt bác A, ông anh rác này đứng ở đối diện nhà em phải hơn nửa tiếng đồng hồ cũng thấy đi. Thấy là em mới ra đi đấy để hỏi han xem tình hình như thế nào thì hắn mới bảo. Vừa nãy em chiếm được đơn hàng, họ bảo lấy đồ cho họ đến đây để họ đi tỏ tình với Ruth. Trước khi cúp máy họ còn nhắn với em là nhanh nhanh nhé kẻo trễ giờ, có gì anh bo thêm tiền. Em cũng biết điều nên mới vội vàng đi lấy hàng rồi tức tốc đến đây sớm khoảng 5 phút. Nhưng đến nơi em lấy máy ra gọi thì họ lại bảo không lấy nữa vì họ bị tuốt hủy kèo rồi. Họ bảo mong em thông cảm rồi cúp máy, em gọi lại thì khóa máy luôn. Giờ em không biết phải làm sao với hộp đồ này nữa anh à. Chỗ này em phải ứng 1 triệu bạc chứ có ích ở gì đâu. Nhìn mặt ông bạn lúc ý trong tội nhưng em cũng không biết làm gì hơn ngoài cách ngồi để động viên hắn. Em mà có người yêu thì em cũng xin mua lại con gấu này rồi đấy. Tình huống éo le của shipper khiến dân mạng bức xúc thay. 1 triệu đồng với vị khách kia có thể không lớn nhưng với anh shipper này, có lẽ nó còn lớn hơn tiền công làm việc cả một ngày. Đáng nói hơn là sự vô trách nhiệm của anh ta. Dù rút có hủy kèo, thanh niên đặt quà cũng phải có trách nhiệm với lời nói của mình chứ. Cô nào mà trốn được anh chàng này cũng là quá may mắn, tài khoản Long Nguyễn viết. Giống như lời bài hát nào đó, kẻ tổn yêu thương lại muốn tổn yêu thương người khác. Tại sao có nhiều vụ bom hành bị lên án như vậy rồi mà người ta không biết rút quản hồn nghiệm nhỉ? Hay ý thức quá thường rồi? Một dân mạng khác bày tỏ.